Đây, các bạn nhìn thấy tòa nhà Discovery không? Nhà xa xa đó. Cũng đang lắp kiến hình Discovery rồi. Nó là dừng một thời gian cả chục năm rồi, giờ khởi động lại như năm kia, như năm ngoái nữa. Xong rồi vụ án đại án và tình phát xảy ra thì tòa nhà này cũng dừng tiếp, và số phận hẩm hiu của một tòa nhà. Cái này mình lên mình quay phim ma cũng được đó. Các bạn có phim Thái Lan á, Giao Ước Chết á, cũng có một tòa nhà ở Thái Lan á, có số phận hẩm hiu, đó là dừng từ năm 1980 mấy hoặc 90 mấy, là lúc mà khủng hoảng kinh tế xảy ra, tòa nhà nó dừng lại, xong rồi tới bây giờ luôn. Thì có một phim ma là Giao Ước Chết về tòa nhà đó. Nên mình nói vui thôi, vui thôi nha các bạn. Ở tòa nhà và hình phát cũng sạch sẽ đó các bạn, có bảo vệ coi dưới, tuy dừng nhưng mà vẫn có bảo vệ túc trực hàng ngày. Tòa nhà có lượng người sống đó. Rồi tòa nhà của SCB ấy các bạn, các cô chú anh chị các bạn có nhìn mình chưa, tòa nhà SCB. Cũng của bà Trương Quế Lan. Xe đậu trước cửa không muốn quay được gì. Rồi nhà của SCB đã gỡ biển rồi. SCB ở đây gỡ biển xuống. Chúng ta là cũng là tòa nhà của bà Trương Mỹ Lan vừa mới khởi công xong thì dừng lại. Lúc trước là chủ sở hữu là tập đoàn khác, xong rồi bên Vạn Thịnh Phát mua về và đã dừng khởi công được vài tháng là dừng, ẩm hiu cho một số cho số phận của một công trình. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Hôm nay là chiều ngày cuối tuần thứ sáu, chúng ta đi xung quanh những nẻo đường trung tâm Sài Gòn, rồi chúng ta xem tình hình thế nào các bạn, xem có kẹt xe không. Thì chúng ta đang ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chúng ta sẽ đi hết đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chúng ta dạo quanh kẹt xe đông. Thank you.
gái là khu ẩm thực Street Food nha. Đó, khu ẩm thực sân bay. Người nước ngoài, người Việt cũng vô được. Lòng xe quá. Chúng ta đi vòng quanh tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án mình tay phải các bạn. Này vẫn vẻ vụ đại án Trương Mỹ Lan đã xử xong. Ngày 4 tháng 4, sau một tháng xét xử vụ án Trương Mỹ Lan 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo, các bị cáo được nói lời sau cùng. Chủ tọa phiên tòa tuyên bố nghị án, đến sáng 11 tháng 4, Hội đồng xét xử tuyên án. Cáo trạng xác định các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Bà Lan cho biết, sau mỗi ngày kết thúc phiên tòa trở về trại giam, bà luôn day dứt với câu hỏi tại sao bản thân và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bị đát thế này. Từ ngày bị bắt cho đến giờ, bà nhiều lúc tuyệt vọng và cảm thấy đau xót về những biến cố xảy ra đối với gia đình khiến chồng, cháu cũng bị bắt. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhiều lần bày tỏ bản thân và gia tộc đã trải qua thời gian khắc nghiệt của thương trường để phát triển nhiều loại hình kinh doanh với mong muốn đóng góp cho thành phố và đất nước. Chồng bà là thương nhân Hồng Kông với nền tảng gia đình vững chắc và luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai, bà xin hội đồng xét xử xem xét. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra, có lẽ do tôi tham gia ngân hàng trong khi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này. Vì thiếu hiểu biết pháp luật, không lường trước được việc bị cuốn vào vòng xoáy tái cơ cấu SCB mà làm sai. Vì tôi tin và hy vọng vào việc tái cơ cấu thành công, mà gia đình đã đưa hết tài sản vào đảm bảo khoản vay tái cơ cấu, bà Lan khóc. Nhắc đến nhận định của Viện Kiểm sát trước đó, bà Lan một lần nữa nói đau xót khi bị dùng từ ngữ nặng nề như chủ mưu, cầm đầu, nắm quyền lực tuyệt đối, thực hiện hành vi phạm tội tinh vi xảo quyệt. Tôi tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản và đưa hối lộ đối với tôi, bị cáo nói, đồng thời đề nghị tòa xem xét việc một loạt doanh nghiệp đang vay tại SCB có dư nợ khoảng 300.000 tỷ đồng được xác định nằm trong 1.284 khoản vay của Vạn Thịnh Phát là không liên quan đến bà. Việc Viện Kiểm sát nói chỉ có 60 trên 1.169 tài sản đang bị kê biên là được hình thành trước năm 2012 là chưa chính xác. Tiếp đó, bà Lan nói luôn nhận thức đầy đủ mức độ ảnh hưởng, chi phối đối với ban điều hành SCB. Không phải đến khi nói lời sau cùng tôi mới nói. Tôi luôn nghiêm túc nhận thức, chịu trách nhiệm cùng một số bị cáo là cựu cán bộ SCB, nhân viên Vạn Thịnh Phát về hành vi vi phạm quy định về ngân hàng. Tôi kính xin hội đồng xét xử khi đánh giá hành vi không coi tôi như là tội đồ, chủ mưu, nguyên nhân chính gây ra hậu quả của SCB hiện nay, bà Lan nói. Ngoài ra, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng xin tòa đánh giá các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc tái cơ cấu SCB không thành, ghi nhận sự nỗ lực của bà cùng toàn thể các bị cáo khác, đã đưa SCB thành ngân hàng có tổng giá trị tài sản lớn nhất, chỉ sau 4 ngân hàng có vốn nhà nước. Cũng vừa trái nha các bạn, vừa trái mình đi qua trụ sở ngân hàng SCB, rồi mình đi qua tòa nhà ở ngoài Tôn Đức Thắng, mình xem thế nào, quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây là có liên quan phim quốc tế vậy các bạn. Mấy chừng nào mở ra đi. 6 đến 13 tháng 4 mai
rảnh mình đi quay các cô chú anh chị các bạn xem. Liên hoan phim quốc tế 6-13/4/2024 cũng đang làm à. Nó cũng đang rào bên trái à. Không biết được quay phim không? Thấy đang làm, các bạn thấy đang làm sân khấu không? Hội chợ triển lãm. Hôm đó là ngày 5 tháng 4 rồi. Buổi chiều tối mát các bạn ha. Đây. Và mất chọc thôi. Nhà sắc ơi. Chứ là tòa nhà có lượng lượng sống á. Rồi là nhà của SCB ấy các bạn à, các cô chú anh chị các bạn có nhìn mình chưa? Mình nhà SCB. Cũng của bà Trương Quế Lan. À, xe đậu trước cửa không quay được gì. Thì đại án Nguyễn Thành Phát đã xử xong thì bà Trương Quế Lan tuyên án là tử hình các bạn. Bên trái chúng ta là cũng là tòa nhà của bà Trương Quế Lan vừa mới khởi công xong thì dừng lại. Lúc trước là chủ sở hữu là tập đoàn khác, xong rồi bên Vạn Thịnh Phát mua về và đã dừng khởi công được vài tháng là dừng, thẩm thiêu cho một số cơ sở phận của một công trình. Các bạn thấy rào lại chứ mức à. Mình đi vòng lại anh cùng quay cái cho cô chú anh chị các bạn xem. Rồi mình đi ngang qua nha các bạn. Đi ngang qua tòa nhà. Giờ đang có gắn bản quảng cáo của Milu á. Tòa nhà lại dừng lại nữa rồi. Mình đi qua quận 4 đi. Nổi bật trong loạt bất động sản trơ gan cùng Tuế Nguyệt. Suốt nhiều năm qua ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh phải kể đến dự án IFC One Saigon, sát bờ sông Sài Gòn. Đây là tòa cao ốc nằm ở vị trí kim cương và được lãnh đạo thành phố điểm danh là tòa nhà làm xấu xí bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được Vivaland mua lại, dự án này được chủ đầu tư thay lớp kính bên ngoài khiến người dân kỳ vọng dự án sẽ hồi sinh sau hơn một thập kỷ đứng hình. Thậm chí, có giai đoạn dự án này đã làm mưa làm gió khi có nhiều thông tin cho rằng dự án này sẽ được mở bán với giá lên đến 1 tỷ đồng trên em,
Dù cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh khẳng định phải có kết luận của thanh tra chính phủ mới tiếp tục phát triển dự án, thế nhưng số phận của dự án IFC One Sài Gòn lại long đong khi công ty Vivaland, đơn vị phát triển dự án, đã hoàn toàn biến mất. Website của Vivaland cũng không còn tồn tại sau khi bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vướng vào vòng lao lý. Do Vivaland là thành viên của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, nên số phận của tòa nhà này lại lần nữa thêm gập ghềnh. Và đây là khu vực quận 4 nè. Bãi Hàm Luật nè. Phía trước là bên phải là Đại Hàm Luật. Nhiều chi nhánh lắm, một chi nhánh ở đây, một chi nhánh ở bên Bình Triệu. Trường rất là lớn. Mình đi thẳng quay chụp đường Hoàng Diệu. Đường Hoàng Diệu cho mọi người xem. Rồi các bạn thấy đây là trục đường Hoàng Diệu vào 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều ngày 5 tháng 4 năm 2024. Khúc này thì vắng xe, nhưng mà khúc tới đoạn Văn Bơ thì ôi giời ơi, kẹt xe lắm. Rồi, chúng ta tới đường Hoàng Diệu rồi. Đây là có cái quán cơm tấm lâu đời, đông nghẹt người tới mua luôn. Siêu thị Điện Máy Chợ Lớn. Rồi, chúng ta phải ở đây ra ra khu vực Nguyễn Văn Đồn các bạn.
Đây cũng là phố ốc thật ra, phố ốc. Đây quán ốc cũng rất là nhiều. Nhiều quán ốc. Giờ mình vừa trái nha. Đường bến Văn Đồn vào buổi chiều. Thì mình sẽ đi thẳng đường bến Văn Đồn này rồi mình đi dọc lại Trần Hưng Đạo. Dọc về Trần Hưng Đạo là mình kết thúc lịch trình hôm nay. Mình qua cầu Nguyễn Văn Cừ các bạn. Diện mạo mới của đường bến Văn Đồn các bạn thấy rồi, khang trang không? Đó, được cải tạo mới rồi, có công viên hai bên, đường vỉa hè hai bên rất là khang trang. Đại lộ Đông Tây cũng được cải tạo lại mới rồi, khang trang lắm. Tạo một con đường huyết mạch đi từ Bình Chánh xuống trung tâm Bình Thạnh đấy các bạn. Đi đường trong mình chạy xe lắm, đi gần đại lộ Đông Tây rất ngắn thời gian hơn nhiều. Đó thì đây là đường bến Văn Đồn. À, bên kia là đường bây giờ là Võ Văn Kiệt các bạn, giờ đại lộ Đông Tây là Võ Văn Kiệt á, khang trang tươm tất. Đây là chung cư mà có kết hợp trung tâm thương mại nè, TNL Plaza Gold View, chung cư Gold View Lotte Cinema gì đó các bạn. Rồi phía trước nha, mình lên cầu vượt và mình sẽ tới đi cầu Nguyễn Văn Cừ, mình về hướng của quận 4, quận 5,
Mà lên trầu nha các bạn. Hôm nay là buổi chiều trời khá mát mẻ. Hôm nay trời cũng nắng mà không nắng gắt lắm. Nói chung là cũng thoải mái mát mẻ. Rồi mình lên cầu. Cầu này hàng rào sắt hơi thấp. Cút xoay á, cút dòng xoay hơi bị thấp. Rồi mình đi vòng xuống đường Trần Hưng Đạo. Giờ cao điểm góc Trần Hưng Đạo với Nguyễn Văn Cừ. Biển người luôn, quá trời đông. Trời xe các bạn. Rồi mình vừa phải mà đi vào Trần Hưng Đạo. Quá trời đông xe. Rồi qua đây thấy một cảm giác rất là bình yên. Bên kia thì đông xe quá luôn. Cảm giác bình yên. Bên trái thì chúng thấy cũng quá trời biển xe quá đông. Rồi chúng ta ngó vô bên phải chúng ta những công trình bên phải
Khu vực này có cái nhà thờ Hồi giáo nè các bạn. Nhà thờ Hồi giáo Thánh đường Jamut Islam Islamia. Rồi đây là hồi xưa là chỗ làm mắt bo, bây giờ là phòng cảnh sát gì rồi, phòng cảnh sát hình sự rồi các bạn. Rồi kinh cốc phi của chị Thảo. Bên đây có một cái tòa nhà, nhưng mà nó nói nhà hải sản san hô. Hải sản san hô không biết vì sao mà đóng cửa lâu rồi. Sau cũng có phòng cảnh sát giao thông, đây là phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát mở chữa cháy, các trụ sở ban ngành của công an thành phố. Nó quy miền Nam Minaco nè. Vậy bệnh viện Ra Mộc, tòa nhà cũng khá cũ, bệnh viện Ra Mộc các bạn, chung là cũng chưa cần nhu cầu mà phải mở rộng. Bệnh viện Ra Mộc đang sửa sang. Mình quay bên phải, tại bên trái thì cũng xa. Còn bên trái là nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã được xây mới các bạn, khang trang mấy tầng luôn, rất là đẹp, xây chắc cũng 7-8 năm rồi. Rồi nhà chung cư cũ bên chung cư 247-249 Thượng Đạo, bệnh viện Nguyễn Nhất cơ sở 2. Công ty cổ phần sắt Phương Trang. Rồi nhà của SCB đã gỡ biển rồi. SCB ở đây gỡ biển xuống. Thank you.
lo xe buýt thổi ầm 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 sao. Đi rất là căng thẳng các bạn, giờ cao điểm á, đi rất là căng thẳng, chết luôn. Rồi mình về chợ Bến Thành đi, rồi mình phát lộ trình hôm nay. Đi qua cầu Cao Mét lần nữa để mình quay tòa nhà ông bà Trần Phán nha các bạn. Giờ cao điểm không xe quá thì mình ráng mình đi quay tòa nhà bà Trần Phán một lần nữa cho các cô chú anh chị các bạn xem. Quay từ phía cầu Khánh Hội dễ quay hơn, tại giờ mình quay phía dưới thôi, còn đi hướng cầu Khánh Hội đi lên cầu dễ quay hơn nhiều. Bắt cầu đi. Rồi mình đi qua cầu Cam Mét, theo đường Cam Mét. Đường Cam Mét thì có chợ dân sinh đó, bán đồ cũ đó, bán đồ điện nữa. Đó mình đang lên cầu Cam Mét các bạn.
các bạn thấy là xung quanh nhà cao tầng nhiều quá, mới mua đồ rất là nhiều nhà cao tầng. Hồi xưa là xung quanh bến Vân Đồn là mấy cái nhà máy thuốc lá cũ, bây giờ thay thế bằng các cao ốc. Diện mạo thành phố khang trang lên thằng ngày, tòa nhà ri rồi. Hướng đi cảng Sài Gòn, hướng đi quận 8, rẽ trái ra cảng Sài Gòn, đi Hoàng Diệu xuống Nguyễn Tất Thành. Rồi rẽ trái. Cái hướng thẳng là quận mơ là có cái bảng cấm đi ngược chiều mà nhiều xe cũng đi đó các bạn, không mang phạt. Đó, có cái bảng rồi mình không mình đi đúng luật, mình chỉ có đi vòng thôi. Không mang phạt nguội. Bồn nước thủy đài các bạn thấy không, bồn nước từ lâu đời, từ thời trước năm 1975 rồi. Rồi mình để trái trái lên cầu Khánh Hội. Đây các bạn nhìn thấy tòa nhà rất sầu riêng không? Tòa nhà xa xa đó cũng đang lắp kiến hình cái sầu riêng rồi. Nó là dừng một thời gian cả chục năm rồi, bây giờ khởi động lại như năm kia, như năm ngoái nữa. Xong rồi vụ án đã án và tình phát xảy ra thì tòa nhà này cũng dừng tiếp, và số phận hẩm hiu của một tòa nhà. Cái này mình lên mình quay phim ma cũng được đó. Các bạn có phim Thái Lan á, Ước Chết á, cũng có một tòa nhà ở Thái Lan á, có số phận hẩm hiu, đó là dừng từ năm 1980 mấy rồi, lúc mà khủng hoảng kinh tế xảy ra và nhà nó dừng lại, xong rồi tới bây giờ luôn. Thì có một phim ma là Giao Ước Chết về tòa nhà đó. Cái này mình nói vui thôi, vui thôi nha các bạn. Ở tòa nhà bà Thịnh Phát cũng sạch sẽ đó các bạn, có bảo vệ coi dưới, tuy dừng nhưng mà vẫn có bảo vệ túc trực hàng ngày.
Bến Bạch Đằng ha, Bến Bạch Đằng. Giờ tan tầm. Rất là đông xe. Chờ xe luôn. Đông nghe. Mừng Đức Thánh Trần Tạo thì lộ trình dạo anh những tòa nhà của bà Trương Vĩnh Lan đến đây là hết. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem trên tài gòn đẹp lắm. Xin chào tạm biệt, hẹn cô chú anh chị và các bạn vào dịp khác, vào dịp tối nay mình sẽ đi quay. Xin chào tạm biệt, cảm ơn mọi người.